Này các bạn này, các bạn nha, đây hôm nay lên anh giao lưu cùng anh em, thì tía kể thử em nó sẽ mang con mồi kiếm trắng để kể thử con này làm sao. Mơ mặt quỷ gặp mơ kiếm trắng đuôi. Ăn đi để còn làm nhiệm vụ tiếp. Con này phải lông nhá. Mình đang đổi lông đấy. Lông thế lông. Dụng hết mí nửa mới biết rồi. Mấy con này chế trong nhà đây. Cần cái đầu bố rồi. Con này bao năm rồi? 4 năm. Bố đã hơn nhiều hơn mình. Con kia 10 năm đó. 10 năm rưỡi. 10 năm rưỡi rồi. Đấy rồi. Tâm này nó đấu này. À, nó thế. À. À là em phải đúng rồi, anh treo móc trong. Anh coi cái lồng đá đúng không? Cái này nó chẳng thấp hơn. Đấy, đúng rồi. Đấy. Rồi. Nó chết rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Có chân. Đây thử kim với nắng 37 độ ngoài trời anh em ạ. Hết trò. Rảnh quá mà. Rảnh quá, sinh nông nổi. Rồi lại quay lên cho anh em xem nó vui. Hết chế rồi đây. Đến nhau này chế gì? Máu quá. Mồm. Máu quá. Cái tay càng này.
không của anh một mệt mệt đã thở nữa rồi. Con này nó ngoài nó rộng hơn này, nó gần hơn. Mới được vài rồi à, cũng lâu cái đâu hết rồi em, mới đổ 20 phút rồi. Ừ, từ lúc em quay thì lâu rồi. Lâu rồi. Ra đây cưng. Nó phải biết cách cách là nó chế hết đúng không? Cách nó hot. Cách là gì? Cách ra về cách ra. Để tí nữa thì cho đánh. Em phải cách em một phân thôi. À đây anh bảo cho cái này ra. Thay cản ra thế. Mơ mặt quỷ thôi. Gặp đuôi này giống như này. Đuôi thử mồi của mấy anh em dối hơi dối rảnh rỗi. Dối hơi mẹ đi. Quá dối hơi. Đáng nuôi à. Anh em xem nhá. Kiếm trắng à? Kiếm trắng. Mồi kiếm trắng gặp mơ mật quỷ. Máu để cách ra cả mấy con này đâu máu chiến á. Rồi. Xuống nguồn này. Anh em vừa để cách ra cho nó không? cái cài mí cuối rồi đấy, có rồi nó không đóng rồi.
Đấy, rồi quên.